Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Phạm CBB. Thì ở trong clip ngày hôm nay, Tấn Phạm sẽ cho anh em xem đấy một cái bí quyết, chia sẻ đến cho anh em một cái bí quyết mà giúp cho anh em khi đi chơi sóc đĩa, anh em sóc cái, anh em chơi tay em, tay con, anh em đều có thể biết được là nó về chẵn hay là về lẻ. Đấy, một cách chuẩn xác 100% luôn. Đấy, thì cho anh em cùng xem này, bát này, soi đèn hoàn toàn là xanh chín luôn. Bát soi đèn không có gì. Đấy, đĩa cũng thế, đĩa cũng xanh chín cho anh em. Vị cũng ok. Đây, mình sẽ lấy nam châm mình thử cho anh em xem này. Đấy, bát hoàn toàn là không dính, không hít, đúng không? Vị của anh em đây. Đấy, vị hoàn toàn là bình thường, không dính, không hít gì luôn anh em nhé. Nam châm thì rất là hít rồi. À, nam châm này. Đó, anh em thấy chưa? Thì cái bộ sau đây, trước hết là mình sẽ cho anh em cùng xem này, mình sẽ biết được chẵn, biết được lẻ rất là ok, hiệu quả như thế nào. Đấy, thì đây, ví dụ như cái thì cái người ta sóc xong hoặc là mình sóc cái xong này, đấy là mình đã biết được tiếng này là về ba đen. Đấy, 100% là nó sẽ về ba đen cho anh em nhé, cực kỳ là chuẩn xác luôn. Anh em có tin không, ba đen của anh em này. Đấy, rất là ok đúng không ạ? Tiếp tục này, tiếp một ván nữa cho anh em này. Đấy, mình chỉ cần đặt bát xuống này là mình biết rồi. Đấy, vẫn ba đen cho anh em. Đấy, chuẩn 100% luôn, 1 tỷ đánh 3 đen. Đấy, anh em thấy chưa? Ok chưa? Đấy, tiếp tục này. Tiếp tục này. Đấy. Sấp đôi, tiếng này thì là đánh chẵn, sấp đôi 100%. Đấy, rất là ok luôn. Anh em thấy chưa? Cực kỳ là hiệu quả luôn anh em nhé. Thì nguyên nhân là do đâu? Đấy, lý do là nó như thế nào mà mình lại biết được chẵn, biết được lẻ, chuẩn xác đến như vậy? Đấy, thì cái bí quyết ở đây ấy, thực ra là nó không có bí quyết gì cả. Là bên mình là đã sử dụng một cái sản phẩm công nghệ, đó chính là một chiếc bát hình không tang, anh em thấy không ạ? Đây chính là chiếc bát hình anh em nhé. Như anh em vừa nhìn rồi, mình soi đèn các thứ kiểm tra hoàn toàn là không có thấy gì cả, đúng không ạ? Đấy, soi đèn các thứ hoàn toàn là không thấy gì. Thì mình sẽ cho anh em cùng xem này. Đối với một cái dòng bát hình ngày xưa, đối với một cái dòng bát hình cũ ấy, anh em có thể xem đây, một cái dòng bát hình cũ rồi. Khi mà anh em sử dụng cái dòng bát hình này, anh em soi đèn này, anh em thấy không ạ? Anh em soi đèn thì anh em soi ở cạnh được, nhưng mà anh em soi đi bát này hoàn toàn là không thể soi được anh em nhé. Đấy, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà anh em sử dụng đến cái dòng bát hình không tang mới nhất năm 2022 này, anh em soi đèn thoải mái luôn. Đấy, anh em thấy không ạ? Phần đi bát này như một chiếc bát triệu bình thường, anh em soi đèn thoải mái. Anh em test thử nam châm đấy, hoặc là thậm chí nhá, trong cái quá trình chơi mà anh em sử dụng ấy, không may mà anh em làm vỡ bát hay là anh em làm nước bát hoàn toàn là không sợ phát hiện ra tang, tại vì tang tích của nó làm cực kỳ là chắc chắn và tang tích của nó thì rất là bé, nên là khi anh em làm vỡ là gần như là không thể phát hiện ra được anh em nhé. Đấy, thì khi anh em đi chơi sử dụng, anh em chỉ cần đưa duy nhất chiếc bát này vào thôi. Đấy, còn đĩa và vị thì hoàn toàn là xanh chín cho anh em. Một bộ sản phẩm bát hình này nó sẽ bao gồm cho anh em, thứ nhất không thể thiếu được đó là cái bát rồi, đúng không? Cái thứ hai là một cái màn hình soi, đấy như một chiếc điện thoại đen trắng này. Anh em đúng không ạ? Một cái màn hình soi rất là ok đúng không ạ? Cái thứ ba là một cái bộ đế sạc không dây. Đấy, và cái cuối cùng là đối với cái dòng bát khiển. Đấy thì nó sẽ có một cái khiển như thế này. Ví dụ như đây là một cái bát khiển thì nó sẽ có cái khiển như thế này để kích hoạt mắt camera trong bát. Đấy, thì bây giờ sau đây ấy, mình sẽ cho anh em xem cận cảnh luôn. Anh em nhá, xem cận cảnh về cái hiệu quả của cái sản phẩm bát này đem lại cho anh em. Thì mình đã có kết nối vào cái màn hình lớn đây để cho anh em thấy cho rõ hơn này. Đấy, như đây mình sẽ bật lên và mình sẽ sóc cho anh em cùng xem này. Như khi anh em đi chơi nhá, anh em lần tay em tay con, cái người ta sóc xong như thế này. Đấy, cái người ta sóc xong như vậy, anh em chỉ việc cầm cái màn hình soi này đứng trong cái phạm vi 15m đổ lại, anh em bấm này, sau đó anh em bấm cái khiển này này. Đấy là anh em đã nhìn thấy là về tứ tử đen rồi, rất là ok luôn này. Tứ tử đen cho anh em này, đó anh em thấy chưa? Tứ tử đen rất là ok đúng không ạ? Tiếp tục này. Đấy, anh em nhìn tận mắt thì anh em thấy đây. Đấy, anh em nhìn thấy đi ạ. Vẫn bốn đen. Đấy, bốn đen, vẫn tứ tử đen cho anh em. Đấy, như là anh em đang ngồi trong bát luôn. Thì khi anh em đi đánh sóc đĩa thì anh em biết rồi, anh em biết được chẵn, biết được lẻ, thì chắc chắn là anh em sẽ là người giành chiến thắng trong cái cuộc chơi đó, sân chơi đó rồi, đúng không ạ? Tại vì khi anh em đi đánh sóc đĩa và anh em biết được chẵn, biết được lẻ nhá, thì không có lý do gì mà anh em biết chẵn. Anh em đi đánh tay em, tay con, anh em biết chẵn mà anh em đi đánh lẻ,
mà anh em đánh cả đi sóc cái, anh em biết lẻ mà anh em lại đi bán chẵn cả, đúng không? Đấy, nên là anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái sản phẩm này luôn. Đấy, test cho anh em thêm một hai ván nữa này, sấp đôi anh em thấy không? Trên màn hình hiện lên cực kỳ là rõ nét là sấp đôi, không sai lệch đi đâu một tí nào anh em nhé. Đó thì 100% tiếng này đánh chẵn rồi, đúng không ạ? Đấy, bán nhà thì cũng phải đánh chẵn tiếng này. Đấy, test cho anh em thêm một ván nữa này. Đấy, bốn trắng anh em nhìn nữa, trên màn hình hiện lên bốn trắng thì cực kỳ là rõ nét rồi. Đấy thì với cái dòng sản phẩm bát hình không tang này ấy, thì riêng về mẫu mã của nó nhá, là bên mình có rất là nhiều mẫu cho anh em lựa chọn. Ví dụ như đây là một cái mẫu bát nhựa hoa này đấy, hoặc là một cái mẫu bát sứ trắng tinh đây, hay như các cái mẫu bát long phương Lohaco nhựa xanh, mẫu hoa anh đào, rất là nhiều mẫu cho anh em lựa chọn. Đấy, tại vì bên mình là một bên xưởng sản xuất bát mà, chính vì thế nên là bên mình có nhận làm mẫu bát theo yêu cầu của anh em. Tất cả các cái mẫu bát mà anh em cần làm mẫu như thế nào, anh em có thể gửi ảnh qua cho bên mình, hoặc anh em gửi trực tiếp mẫu bát đến cho bên mình và bên mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em chuẩn từ A đến Z luôn anh em nhé, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Đấy, thì về giá thành của nó thì anh em không phải lo, bên mình thì bán giá rẻ hơn giá mặt bằng chung rất là nhiều, tại vì bên mình là tự làm ra mà, nên là giá thành nó sẽ cắt giảm chi phí, không phải nhập hàng về, nên là giá nó sẽ rất là rẻ. Đấy, và bên mình sẽ có chế độ bảo hành riêng cho anh em nhé. Đấy, lỗi một đổi một trong vòng 24 giờ, và nếu như là bát của anh em không bị vỡ thì bên mình vẫn sẽ bảo hành cho anh em bình thường. Đấy, đây là cái thẻ bảo hành của bên mình này. Đấy, nên là anh em nào mà muốn sở hữu cho mình cái dòng bát hình không tang này, hoặc anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn cho mình đến cái sản phẩm bát hình không tang này, thì anh em có thể là vui lòng nhấc điện thoại của mình lên và anh em gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình, hoặc anh em cũng có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em đặt hàng anh em nhé. Thì đối với những anh em nào mà ở gần cơ sở bên mình thì anh em hãy đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm. Bên mình thì có hai cơ sở, cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi, anh em cứ điện đến số hotline này đây là sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các cái bộ sản phẩm luôn. Còn anh em nào ở xa khi đặt hàng, bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện. Thì khi nhận hàng tất cả anh em đều được phép kiểm tra hàng anh em nhé. Anh em lưu ý một điều cho mình là đều được phép kiểm tra hàng, sau đó mới phải thanh toán tiền, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Đấy, thì cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Anh em nào mà cảm thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.